cựu Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam. Sự thật hay tin đồn? Trái ngược với thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng thư ký Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã được xem xét cho nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng ở tuổi 59. Thông báo của kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã xác định những vi phạm, khuyết điểm của ông Cường xảy ra trong thời gian ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 5 năm 2021. Trong thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng. Theo đó, ông Bùi Văn Cường đã vi phạm quy định trong việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, cũng như trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước không có khả năng thu hồi, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật. Được biết, gói thầu số 3 khởi công vào ngày 9 tháng 12 năm 2021 có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Và cho dù ông Bùi Văn Cường đã rời ghế Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trước ngày khởi công, nhưng giai đoạn đấu thầu, chấm thầu và công bố kết quả trước đó đều do ông Bùi Văn Cường trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy quyết định. Mới đây nhất trên mạng xã hội có tin đồn, ông Bùi Văn Cường đã chính thức bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên hiện nay ông Cường vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng nên không thể công bố chính thức mà cần chờ thủ tục để Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành miễn nhiệm trong hội nghị bất thường sắp tới. Theo giới thảo tin, với những diễn biến mới nhất kể trên, có thể khẳng định sự nghiệp chính trị của Bùi Văn Cường coi như đã chính thức hạ màn. Sinh năm 1965, hiện ông Cường 59 tuổi. Nếu so với các lãnh đạo chủ chốt hiện nay, thì ông Cường còn khá trẻ mà vẫn có thể tiếp tục thăng tiến trong tương lai. Ông Bùi Văn Cường bị mất chức có liên quan đến cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, và vụ việc nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An. Đó là vụ trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 4 năm 2024. Trợ lý Phạm Thái Hà đã nhận một khoản tiền hối lộ lên đến 2,2 ngàn tỷ đồng, tức là khoảng 80 triệu đô la từ tập đoàn Thuận An. Vụ ông Phạm Thái Hà bị Bộ Công an khởi tố bắt giam được cho là đã dẫn tới việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không công bố rõ ràng Chủ tịch Huệ bị thôi chức vì lý do gì. Thời điểm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Phạm Thái Hà bị bắt, khi đó ông Bùi Văn Cường đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Tổng thư ký Quốc hội. Nếu xét về quan hệ trong công việc, thì ông Bùi Văn Cường cũng là lãnh đạo trực tiếp của ông Phạm Thái Hà. Được biết, sự thăng tiến thần tốc và nhanh chóng của ông Bùi Văn Cường được cho là có bàn tay giúp sức tích cực của ông Vương Đình Huệ, một nhân vật thân cận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ đã từng là ứng viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư và là người kế nhiệm được ông Trọng chỉ định. Dù với những sai phạm lớn vừa kể trên, nhưng không hiểu vì lý do gì, cựu Chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn có thể kéo dài và kéo Bùi Văn Cường về Quốc hội để giữ các chức trách lớn như chức Tổng thư ký Quốc hội kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa 15. Tình trạng buôn bán sử dụng chất cấm trong ngành công an, ai phải chịu trách nhiệm đây? Lâu nay, công luận hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam. Thậm chí một số không nhỏ người dân đã khẳng định ngành công an là một tổ chức tội phạm có giấy phép. Tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng buôn bán chất cấm, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Cụ thể, tháng 4 năm 2024, Công an Hải Phòng tước danh hiệu Công an Nhân dân với hai nữ cán bộ công an về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý trong sự việc đó có cả một nữ đội hình sự chống ma túy Công an Hải Phòng với tang vật tại hiện trường là 0,13 gram kentamin và một số tang vật khác. Mới đây nhất vào ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin cán bộ công an ở Hà Nội dùng ô tô công an phường để chở ma túy. Bản tin cho biết Viện Kiểm soát Tối cao của ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong đó có các bị can Nguyễn Văn Hưng và Hà Minh Đức là cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng trực tiếp sử dụng ô tô để đảm bảo trật tự tại cơ quan công an để vận chuyển ma túy đi cất giấu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đặt câu hỏi tại sao lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn của chế độ
với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy? Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc, dột xuống và đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn? Ngành công an dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự tất khuất trong các vấn đề liên quan việc buôn bán chất cấm. Điển hình như việc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 4 tiếp viên của Vietnam Airlines mang theo 11,4 kg ma túy trong hành lý. Vụ việc này được truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi, nhưng sau khi phía hải quan bàn giao 4 tiếp viên này cho cơ quan công an, thì công luận bất ngờ công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 nghi phạm này. Theo giới phân tích, Tổng Bí thư, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát với chế độ công an trị, nhằm giữ vững an ninh chính trị để tiếp tục duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của cán bộ chiến sĩ trong ngành công an về đông về số lượng nhưng không đảm bảo chất lượng. Đó là lý do lực lượng công an vi phạm pháp luật tràn lan, mang tính hệ thống như đã thấy. Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa 12 ông Trần Quốc Vượng đã từng phải cảnh báo về sự tha hóa biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ. Theo ông Trần Quốc Vượng nói, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi. Chẳng phải do kẻ thù đâu, chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Dư luận xã hội thấy rằng ý kiến vừa kể trên của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm cần nghiêm túc suy nghĩ và giải quyết. Đồng thời, công luận yêu cầu ông Tô Lâm cần phải trả lời cho người dân được rõ ai và vì đâu lại để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng và kéo dài đến như vậy. Tướng quân đội sẽ tràn ngập trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Sự thật hay tin đồn? Việt Nam một quốc gia đang ở trong thời bình, nhưng các lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ có đến 3 người là các tướng lĩnh công an và quân đội. Đồng thời, sự thiếu vắng các lãnh đạo kỹ trị được đào tạo bài bản sẽ ảnh hưởng đáng kể trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Theo giới phân tích, các tướng lĩnh công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay không có nhiều khả năng về kỹ trị do không được đào tạo để quản trị quốc gia. Điều đó sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa lãnh đạo Việt Nam với các chính khách của quốc gia dân chủ phương Tây. Dưới thời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng thanh kiếm và lá chắn là chỗ dựa quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Trọng quan tâm quá lớn tới lực lượng công an đã khiến cho giới chức tướng lĩnh quân đội không hài lòng. Việc đòi hỏi phải cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội là nhu cầu bức thiết. Thậm chí các tướng lĩnh quân đội đã được cho là mong muốn quân đội đóng vai trò trung tâm trong hệ thế chính trị tại Việt Nam. Việc Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước là thắng lợi đáng kể cho phe quân đội. Có ý kiến cho rằng thừa thắng sốc tới, phe quân đội đang thể hiện xu hướng sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính quyền cấp địa phương, đó là các chức danh bí thư, chủ tịch cấp tỉnh và thành phố. Ý kiến này căn cứ vào việc mới đây, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, một trong ba tướng lĩnh lực quân đội phong hàm cú chót trong cuộc tháo lui của Tô Lâm, đã trở thành tân bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên một thượng tướng quân đội vừa được phong hàm sau 5 ngày thì đã chuyển sang lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh. Công luận thắc mắc thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sẽ hưởng được lương của chức vụ bí thư tỉnh ủy hay theo cấp bậc thượng tướng hoặc cả hai. Việc sử dụng tướng lĩnh quân đội làm lãnh đạo cấp tỉnh như trường hợp tướng Nguyễn Doãn Anh đã khiến cho người ta liên tưởng đến vấn đề an ninh mất ổn định. Như dưới thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền đã bổ nhiệm hàng loạt tướng lĩnh sĩ quan trong vai trò tỉnh trưởng hay quận trưởng. Trong bộ máy quản lý nhà nước hiện nay, các lãnh đạo cấp cao của ngành công an đang nắm giữ các vị trí bí thư, chủ tịch các thành phố trên cả nước với số lượng không hề nhỏ. Đây là một trong những lý do khiến cho lực lượng ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị có gốc là công an luôn áp đảo các ngành khác, cũng như áp đảo cả bên quân đội. Đến nay, do quá lép vế trước phe công an, nên phe quân đội mới bừng tỉnh, và theo suy đoán tới đây, họ cũng sẽ chơi con bài tương tự. Quân đội sẽ bắt đầu triển khai chiếm lĩnh mặt trận này, không chỉ ở cấp tỉnh, thành phố, mà còn ở các bộ ngành, trung ương. Tới đây, các tướng lĩnh quân đội sẽ xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo, nhà nước ngày càng nhiều hơn. Nếu đúng như suy đoán, thì điều đó sẽ khiến cho vấn đề vũ trang hóa bộ máy chính quyền,
ngày càng tệ hại hơn trước đây. Điều đáng nói, các tướng lĩnh quân đội không được đào tạo về kiến thức cũng như nghiệp vụ quản lý nhà nước sẽ rất khó khăn trong công việc mới của mình. Hơn thế nữa, với tác phong chỉ huy của giới chức quân đội sẽ khác xa với phong cách lãnh đạo của giới chức dân sự. Từ đó sẽ nảy sinh sự độc đoán, độc tài theo kiểu chỉ bàn làm, không bàn nổi, như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khi nói về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Việt Nam vốn đã thiếu vắng các khuôn mặt có khả năng kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Đến nay lại xuất hiện xu hướng mới, đó là sự lãnh đạo của giới chức tướng lĩnh quân đội. Đây là điều sẽ khiến cho các nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại và đặt câu hỏi về tính ổn định chính trị tại Việt Nam. Đó là điều lợi bất cập hại.